Chào mừng các bạn đến với kênh Thiên Nhiên Rin. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái cách chữa viêm loét dạ dày mãn tính. Trước đó mình có làm một cái video hướng dẫn các bạn chữa viêm loét dạ dày cấp tính. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái cách chữa viêm loét dạ dày nặng hơn. Như các bạn cũng đã biết, đau dạ dày nó cũng bao gồm rất là nhiều triệu chứng, nó cũng khá là phức tạp đó các bạn. Để chữa được nó thì mình cũng phối rất là nhiều vị thuốc tùy theo triệu chứng mà mình phối nhiều hay ít. Nhưng hôm nay để đơn giản hơn, mình chỉ tách nó ra, mình chỉ hướng dẫn các bạn cái cách chữa là viêm loét dạ dày mãn tính thôi. Cái cách này nó cũng rất là đơn giản, mình nghĩ là mọi người ai cũng có thể áp dụng được cái cách chữa này. Ở đây mình đơn giản nó xuống là chữa loét dạ dày thì chúng ta chỉ sử dụng độc vị, đó là cái vị thuốc này. Đây là vị thuốc hoàng dược tử. Nếu như chúng ta loét dạ dày chỉ cần dùng khoảng 5-6 lát này thôi, cỡ này nè, là chúng ta bỏ vô trong cái ấm, chúng ta nấu nước uống, uống một ấm như vậy là nó sẽ hết. Trường hợp nặng á thì 2 ấm, nhưng đó là nó chỉ hết đau thôi nha các bạn. Chúng ta cũng cần phải kiên trì uống thêm một thời gian để trừ căng cho nó, để nó lành hoàn toàn cái vết loét, nó phục hồi hoàn toàn lại. Trường hợp mà các bạn bị nặng nha, nặng thật là nặng, đau đau đến chịu không nổi á, thì các bạn buộc phải đi ra ngoài mua một liều thuốc giảm đau của Tây Y á, các bạn uống vào để cho nó giảm cơn đau xuống, rồi chúng ta hãy dùng thuốc này. Bởi vì mình sợ rằng các bạn không chịu nổi, tại vì cái thuốc nam á, nó làm giảm đau chậm lắm các bạn. Còn trường hợp nếu như mà các bạn mà nó đau ít đó, mà vẫn chịu nổi thì không cần phải dùng đến thuốc giảm đau của Tây Y. Cái bài thuốc chữa loét dạ dày này á thì nó chữa được cái loét nặng mãn tính, những cái bệnh nhân mà nó tái đi tái lại khoảng vài chục năm á, uống cái này vẫn hết. Thì cái bệnh dạ dày á, hiện tại chưa có một cái bệnh viện nào dám khẳng định rằng họ sẽ chữa dứt điểm cho các bạn cái bệnh dạ dày mà không bao giờ tái phát. Nó sẽ tái đi tái lại, chúng ta ăn uống không kỹ nó sẽ tái đi tái lại. Ngay cả các bạn dùng thuốc nam này cũng vậy. Thường thì thuốc nam này á, nếu như mà chúng ta uống hết đau rồi, chúng ta cũng nên uống thêm vài tháng nữa để trừ căn, để hạn chế khả năng tái phát của nó. Còn trường hợp mà chúng ta uống vừa hết đau thì chúng ta bỏ thuốc, thì một thời gian khi mà chúng ta ăn uống không kỹ nó sẽ tái phát lại thôi à. Ở đây nè, hồi đó mình có một cái bệnh nhân đó đau dạ dày mãn tính 29 năm. Là nó cứ tái đi tái lại á, người ta dùng hết thuốc này đến thuốc kia, uống nhiều thuốc, uống vô hết xong rồi tái phát thì dùng thuốc đó trở lại nó không có hiệu quả nữa, buộc phải đổi thuốc. Và cứ như thế kéo dài đến khi mà nó biến chứng, nó đau ra liên sườn nè, nó đau ra tay, đau ra chân, thì đi khám Tây Y á, khám không có ra bệnh. Nhưng mà khi mà gặp mình á, mình đoán là họ bị đau dạ dày thôi, bởi vì mình hỏi á, là tiền thân họ đau dạ dày mãn tính mà. Bởi vì trong cái đau dạ dày nó có một cái triệu chứng như thế này, khi mà nó loét qua đường thực quản và xuống dạ dày á, nó sẽ chạm vô rễ thần kinh, chạm vô mấy cái đầu rễ thần kinh á, thần kinh nó truyền tới đâu đau đến đó. Đôi khi chúng ta cứ tưởng nó là đau thần kinh liên sườn hay là đau nhức xương khớp, nhưng mà thực ra không phải, đó là đau dạ dày. Mình chỉ đoán triệu chứng thôi, thì mình kêu cái người đó ra ngoài mua 2 cái liều thuốc là chữa đau dạ dày thực quản. Khi mà họ uống vô thì cái triệu chứng đau kia nó bị giảm, thì mình biết chính xác là họ đau liên sườn, đau tay chân, đó là do biến chứng của dạ dày mà ra. Cái thì mình cho uống cái thuốc này.
mình cho uống có mỗi một cái vị này thôi thì người đó hết. Được uống mười mấy ngày hết đau thì người đó nhậu nè, uống cà phê nè, nó tái trở lại. Tái trở lại mình vẫn cho uống thuốc này, vẫn hết. Cái vị thuốc này nó chữa được bú giáp, bú cần giáp, lét dạ dày, lét nặng ở Trung Quốc người ta sử dụng để chữa luôn, kể cả là lét ung thư nha các bạn. Rồi viêm lét đại tràng, chữa trị đại trực tràng, rồi viêm bạch hạch huyết. Thậm chí mình thấy ở Trung Quốc người ta sử dụng chữa luôn cả ung thư dòm họng nè, ung thư vú luôn á các bạn. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói đến khả năng là chữa lét dạ dày của nó thôi. Cái này thì mình xác nhận ra là nó rất hay, nó rất hay. Mình nếu mà chữa dạ dày, lét dạ dày là mình sử dụng cái thuốc này làm chính nè. Thì mình thấy nó hay như vậy á, mình mới chia sẻ đến các bạn. Hy vọng nó sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Để sử dụng cái vị thuốc hoàng dược tử này chữa viêm lét dạ dày thì chúng ta thực hiện cũng rất là đơn giản các bạn. Chúng ta chỉ cần dùng khoảng 4-5 lát như thế này nè. Chúng ta bỏ vô ấm nấu thành nước để uống trong ngày thôi các bạn. Nếu như các bạn mà viêm lét dạ dày mà nó đau, các bạn không ngủ được luôn á, các bạn chỉ cần nấu một ấm như thế này thôi, các bạn uống thì ngày hôm sau các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả nó rất là rõ rệt. Cái vị thuốc hoàng dược tử này các bạn có thể dễ dàng mua ở trong các cái cửa hàng thuốc bắc á các bạn. Trong các cái tiệm thuốc bắc người ta đều có bán cái vị thuốc hoàng dược tử này. Nhưng mà từ đó tới giờ á, mình cũng nói thật là mình nghiên cứu nó là mình không có chế biến, có nghĩa là mình dùng tự nhiên, chỉ cần đem về á, là thái lát phơi khô là mình dùng rồi. Còn cái thuốc bắc á, là người ta có sao tẩm nha các bạn, đôi khi tính dược nó cũng có thay đổi chút đỉnh. Mà còn một cái nữa mình thiết nghĩ cũng nên nói cho các bạn để có kinh nghiệm luôn. Thường thì cái hoàng dược tử này nè, nếu mà mình lấy ở trên núi đá ở độ cao mình nó hơi cao một tí á, trên núi đá mà đã ra nít đó các bạn, là cái thuốc này á nó mạnh lắm. Thí dụ như đau dạ dày đi, mình thử cũng trên cùng một bệnh nhân đi, tại người ta tái đi tái lại phải không. Mình lấy cái thuốc mà ở trên núi á, mình cho họ uống khoảng chừng 3 lát thôi họ cũng giảm được nữa. Còn cái hoàng dược tử mà lấy ở rừng á, cái giấy nó bự hơn, nhưng mà nhiều khi uống 10 hoặc 20 lát như vậy á là nó mới thấy được hiệu quả. Thì cái này á là mình không biết lý do nó là tại sao, nhưng mà qua nhiều năm nghiên cứu á là mình phát hiện nó như vậy á các bạn. Còn về cách sử dụng thì chúng ta có thể làm theo cách nào mà chúng ta cảm thấy đơn giản nhất á các bạn. Như mình á thì mình thấy bỏ vô trong ấm nấu thành nước dạng nước trà mình uống thì mình thấy như vậy là nó đơn giản. Nhưng mà các bạn có thể chế biến nó bằng cách khác, thí dụ như là tán bột hay là lắc thành viên. Nhưng mà mình thấy như vậy nó rầm rà lắm. Tốt hơn hết chúng ta bỏ vô trong ấm chừng 4-5 lát như vậy, chúng ta nấu, chúng ta thay nước trà để uống hàng ngày thôi các bạn. Không cần phải sắc, không cần phải uống theo liều lượng làm gì. Bởi vì từ trước tới giờ những người mà bị viêm lét dạ dày á, khi mà gặp mình á, mình cho thuốc á, mình cũng thử mà, mình cho uống với cái nồng độ thấp như vậy á, mà người ta vẫn khỏi á các bạn. Hiện tại á, ở trong nước ta là nó có tất cả là 4 loài Bubifera, là 4 cái loài hoàng dược tử này nè các bạn. Nó có thể là sử dụng làm thuốc được, và được thế giới người ta đánh giá là nó cao hơn các cái loài hoàng dược tử mà ở các nước khác người ta đang sử dụng. Nhưng mà riêng bản thân mình á, là mình nghiên cứu á, là cái hiệu quả nhất á, vẫn là cái loài mà mình đang sử dụng đây. Các bạn thấy nó có màu đỏ như thế này nè. Cái loài này là lấy ở trên núi đá, là đá xanh á, đá ranh ít đó các bạn.
Còn những cái loài mà mình lấy ở rừng á, củ nó to hơn, cái giấy nó to hơn, nó to có khi đường kính tới 10 phân á, nhưng mà liều lượng của nó hả, sử dụng là phải gấp đôi gấp ba lần như thế này nè nó mới hiệu quả, cho nên mình cũng không có thích nó. Với cái nữa là nó đắng nhiều hơn. Còn cái loại này nè, mình lấy trên núi nè, tuy rằng là nó không có to, nó cũng ở chừng này thôi nè, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn thấy nó cũng ở chừng này thôi, nhưng mà cái màu nó đẹp nè, nó không có cái kia thì nó vàng vàng, đôi khi nó xám xám xanh, có nhiều khi hơi trắng nhạt nữa. Còn cái này là lúc nào nó cũng đỏ như thế này nè. Cái loại này là nó hiệu quả các bạn. Có nhiều khi mình thử nè, có hai lát thôi, hai lát mẩm như thế này thôi là đã cắt được cơn đau dạ dày cho người ta rồi. Nếu như mấy cái trường hợp mà cấp tính á, mấy cái người mà mới bị một hai lần á, chỉ cần uống hai ba lát này thôi là có hiệu quả. Cho nên mình rất thích cái loại này. Tuy rằng á là đi tìm nó hơi là cực khổ, nhưng mà nó hiệu quả, cho nên mình thích nó lắm các bạn. Rồi thì cái video này mình xin kết thúc ở đây. Mình hy vọng nó sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Đến đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Rất mong các bạn ủng hộ chương trình bằng cách nhấn like và đăng ký, để mình có thêm động lực làm những video hữu ích khác đến cho mọi người. Xin cảm ơn.